Tobacco Jam của Criminal Element. Mình biết đây là lỗi sai của mình. Tại vì review con này vào cái thời điểm này nó có vẻ không đúng cho lắm. Nóng thấy mẹ luôn mà review thuốc lá thì làm sao mà dùng được, đúng không? Thứ hai thì tôi cũng muốn khoe rằng đây là chai nước hoa rất đặc biệt. Có thể nói rằng là nó là một trong những chai nước hoa duy nhất tại Việt Nam. Lý do vì sao thì tí nữa tôi sẽ kể. Và cái thứ hai, mình thấy rằng là đây là một cái bước đệm để chuẩn bị đợt tới 1-2 tháng nữa mình sẽ làm review nước hoa mùa đông để cho anh em có những cái sự chuẩn bị. Và khi mà các anh em mua nước hoa mùa đông vào mùa hè thì giá nó cũng sẽ tốt hơn một xíu. Các bạn cứ để ý xem, cái gì nó vào chính vụ thì bao giờ nó cũng khá là đắt. Nên là cái việc mà review và mua nước hoa mùa đông và mùa hè, và mùa hè và mùa đông, nó cũng có những cái sự hợp lý riêng. Biết đâu khi mình tạo trend trong cái việc là review nước hoa ngược mùa như vậy. Và chúng ta hãy cùng nhau xem chai nước hoa này mùi thế nào và có gì đặc biệt nhá. Trước tiên khi đi vào review thì mình rất cảm ơn Daily Scent đã giúp mình có được sản phẩm này. Và Daily Scent là nơi phân phối, có thể nói là độc quyền cái thương hiệu Criminal Element này tại Việt Nam. Các bạn có thể tham khảo đường link mình để phía dưới nếu như các bạn có nhu cầu sở hữu cái sản phẩm của cái thương hiệu này. Khi các bạn mua những cái sản phẩm của Criminal Element ấy, các bạn nhận được một cái thiết kế như thế này. Thế ra nó còn một cái hộp giấy bọc ở ngoài nữa, và cái hộp giấy ấy nó sẽ ghi những cái thông tin về chai nước hoa đó. Còn nếu như các bạn để mỗi những cái hộp như này không thôi thì các bạn sẽ không biết rằng là đây là chai nước hoa gì. Và mình thì hộp giấy quá là nhiều nên là mình phải thải bớt đi. Tại vì để ở nhà nó rất là vướng. Nhiều người thì có ít nước hoa thì các bạn còn giữ lại cả hộp. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình đều thải nó đi hết. Tại vì có hộp nào đẹp thì mình giữ lại thôi. Còn nếu mà giữ lại hết thì chắc là nhà mình thành một cái kho luôn. Và đây là chai nước hoa. Cái hộp mà các bạn có trông rất đẹp đúng không? Thế luôn, tôi nhìn cái thiết kế thôi là tôi đã biết là đây là một cái thương hiệu kiểu indie rồi, nít rồi. Đấy. Và cái thương hiệu Criminal Element này là một cái thương hiệu indie đến từ Úc. Và cái thương hiệu này thì do một anh chàng làm những cái mùi hương. Và những cái thương hiệu indie ấy, thì thường nó không bị ràng buộc bởi những cái đạo luật. Và người ta chủ động từ nguồn nguyên liệu cho đến việc đóng gói và làm mùi hương. Thì các bạn có thể thấy rằng là đây, cái thiết kế của nó. Đây là một cái bọc trong nhá, các bạn nhìn nhá. Nó có một cái lớp để chống sốc rất là tốt. Cái thứ hai là chai nước hoa này. Đây các bạn nhìn này. Bộ này thì ngày xưa mình cũng bày một cái thời gian khá là dài. Thì bây giờ bộ này được giải rác đi khá là nhiều nơi để mọi người có thể trải nghiệm mùi hương. Nhưng mà với một cái thiết kế, đây là chai 50ml. Ngày xưa cái bản cũ của họ thì họ không có cái tem giấy như này, mà họ sẽ khắc trực tiếp tên lên trên phần chai. Và cái phần chai này mình nghe nói rằng gia công bên từ một cái nước khác, không phải từ Úc. Đó. Ui, mở vòi ra thì thơm lắm. Và cái điều đặc biệt ở chai nước hoa này đó là sau khi mà bên Daily Scent người ta giới thiệu rằng là có mình làm review thương hiệu này ở Việt Nam và mình là một YouTuber, thì họ đã tặng cho mình riêng chai Tobacco Jam này với một cái chữ ký của chủ hãng, và bên này là cảm ơn Kiên và Enjoy. Vâng, đây là một cái điều mà mình rất rất tự hào. Đây là một cái điều mình hướng tới khi mà mình làm review nước hoa ở Việt Nam và không đặt cái vấn đề kinh doanh lên. Thì đây là những thứ mà bạn nhận được. Thề luôn, mình kiểu thấy rằng là cái công sức của mình bỏ ra bao nhiêu lâu nay đã được đền đáp. Và đây là chai nước hoa rất đặc biệt. Và mình nghĩ rằng ở Việt Nam chắc chắn là sẽ không có. Cái phần khắc này người ta khắc vào ở phần trong nhá, chứ không phải là người ta khắc vào cái phần mặt ngoài đâu. Sờ nó như những cái mặt khác thôi. Và nói rằng là tự hào. Bỏ công sức bao lâu này. Vậy thì về mùi hương của em này nó như thế nào? Các bạn chỉ cần mua chai nước hoa này và các bạn chỉ cần ngửi ở cái hộp thôi, các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi rất đặc trưng. Một cái mùi mà chỉ có ở những cái chai nước hoa indie thôi. Mùi nó rất là dị. Mình ngửi ở đây nhá, nó lên một cái mùi mứt hơi chua chua. Nhưng mà thực ra thì tôi ngửi ra một cái mùi rất là quen, đó là mùi của những quả mơ. Những quả mơ mà được ngâm lâu năm ở trong hộp, và khi những cái quả mơ nó quắt hết lại, các bạn vớt ra mà nước nó kiểu sánh sánh ấy, chứ không phải là cái nước kiểu lõng bõng của những cái hộp nước mơ mà mua ở những cái hàng kiểu bán kiểu đào, những cái thứ bán những cái hộp đào mà thả vào những cái ly đồ uống đâu. Mà
đây là những cái quả mơ mà được ngâm rất lâu năm, nó có một cái mùi thơm cũng như là một cái nét hơi kiểu chua chua ấy, thề luôn, ngửi ngửi cái đợt, ngửi cái hộp ấy thôi mình đã kiểu phê vãi, mình kiểu nghĩ rằng là khi mà mình hãng hỏi mình lấy chai nào thì mình nói là mình lấy chai này, nó không hề sai. Sướng, ngửi thôi mà kiểu chảy hết nước bọt ấy, cái cảm giác các bạn có hiểu không? Về em nó thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra, các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi chua chua và một cái mùi khá là khô. Ở đây thì mình ngửi nó là mùi thuốc lá tươi xong rồi người ta để khô vậy. Và một chút kiểu hơi hơi nó gợi lên cho cái cảm giác hơi kiểu mùi rơm rạ, mùi kiểu cỏ khô ấy. Đấy là cái cảm nhận ban đầu. Và phải nói rằng là cái mùi thuốc lá ở đây nó lên rất rất rõ. Nó không phải là một cái mùi thuốc lá kiểu làm sánh sánh kết hợp cùng với vani. Nó cũng không phải là một cái mùi quá là nồng. Và nếu như ngửi không quen, ngay từ lần đầu xịt thì các bạn có thể thấy hơi dội. Và mình nghĩ rằng là đây là một con thuốc lá có lẽ rằng là không dành cho những cái bạn mới biết về nước hoa. Các bạn phải ngửi qua một vài con thuốc lá, thí dụ như kiểu con Red Tobacco của nhà Mancera hay là con Burberry London, thì các bạn mới nên thử con này. Và cái hay ở em này đó là sau khoảng tầm 15 đến 20 phút ở trên da, các bạn nhận thấy một cái mùi hương đối lập, đó là giữa cái vị ngọt và chua đến từ mứt dâu. Nhiều người ngửi thì bảo là giống với cái mùi hơi hơi kiểu lên men một tí, hơi hơi kiểu rượu một tí, nhưng mà ngửi thì chính xác đó là mùi của mứt dâu. Các bạn nào mà hay ăn bánh mì đen hay là kiểu những cái bánh mì buổi sáng, bánh mì kiểu cắt lát nhà này, xong rồi các bạn quết cái mứt dâu lên ấy, thì ở em này nó ra y hệt mùi như vậy. Hôm mình nhớ rằng là có một hôm gì mình cầm nguyên cái like để về, mình có review mà có bạn Trung Phước, bạn ấy có mua thử và bạn bảo ui em nghiện cái mùi này một cách kinh khủng. Và thực sự ấy, khi mà mình xịt em này ấy, thì nó mang tới cho mình rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau. Có nghĩa là khi các bạn ngửi sát vào thì các bạn sẽ không nhận thấy cái mùi mứt dâu mà các bạn chỉ thấy mùi thuốc lá khô thôi. Đấy, và nhưng mà nếu như các bạn kiểu thỉnh thoảng cử động và thỉnh thoảng mùi hương nó bay lên trên mũi của bạn, các bạn ngửi được thì các bạn nhận thấy rằng cái nét ngọt và chua kết hợp cùng với cái nét khô. Đấy, thì cái mùi của mứt dâu và thuốc lá nó lên cực kỳ hay ho. Và mình nhớ là có một hôm, nói hơi buồn cười một tí, mà tôi đi vệ sinh, tôi ngồi nhà vệ sinh thì anh em biết rồi. Tôi đang tính lắp cái quạt tại vì mùa này nó hơi nóng, nhưng mà mình ngồi trong đấy kiểu khi mà nhiệt độ mình tăng ấy, mình ngửi thấy cái mùi lên rõ vãi, mà mình cứ ngồi đấy hít hà mãi nửa tiếng đồng hồ. Và đến mức là người yêu tôi bảo là sao ngồi trong đấy lâu thế, thì mình mới bảo ôi chết, ngồi hơi lâu hơi buồn cười, thế là tôi mới đi ra. Và cái mùi này nó làm mình liên tục đưa tay lên để cảm nhận, và mình thấy rằng là có lẽ đây là một trong những cái mùi hương mà rất lâu rồi nó mới khiến cho mình kiểu háo hức đến như vậy. Và khi mà bên Daily Scent nói rằng là họ muốn tặng mình một chai, thì mình nói rằng là mình nhận Tobacco ra mà mình rất là háo hức mong chờ được nhận em nó về và thử lại. Đây là cảm giác khi mà mình xịt Rosa Elysium ấy, phiên bản parfum ấy, cái cảm giác lúc nào mình cũng muốn ngửi mùi hương đấy, mình rất là kiểu phấn khích để được nhận chai nước hoa mà mình xịt cái mùi hương liên tục. Thì con này là một trong những cái mùi hương đấy. Gaiac 10 có thể không phải là một chai nước hoa nó mang tới cho mình nhiều cảm xúc như thế, nhưng mà nó là một chai nước hoa mình thích. Nhưng thực sự để mà kiểu thích kiểu bất ngờ, kiểu wow, kiểu trông chờ từng ngày, từng phút để nhận được chai nước hoa này, thì có lẽ Tobacco Jam không bao giờ là thất vọng đối với mình cả. Nó quá ngon ý các bạn ạ. Có thể video này là một cái video khen quá là nhiều, nhưng mà thực sự thì mùi hương nó rất đặc biệt. Đặc biệt là với một cái tầm giá chắc là khoảng tầm 3 triệu đồng cho một chai 50ml, thì ở cái tầm đấy các bạn có thể tìm hiểu tới Ja Club này, hay là tới những cái mùi như ở Tofat Tobacco Vani đắt hơn một xíu, 50ml thì tầm 4-5 triệu. Nhưng các bạn nên thử qua em này. Đây là một cái mùi hương thuốc lá nó sẽ không đụng hàng với bất kỳ mùi hương thuốc lá nào ở trên thị trường cả. Cái combo giữa thuốc lá và mứt dâu ấy, mình đảm bảo các bạn rằng là nếu như các bạn không phải một người ngửi qua quá nhiều thuốc lá, thì các bạn đã thấy rằng là đây thực sự là một cái điểm khác bọt cực kỳ nếu như bạn đang tìm cho mình một mùi thuốc lá không đụng hàng vào mùa lạnh sắp tới. Nói là lạnh thôi, nhưng mà con này không đến mức là kiểu quá là lạnh nó mới xài được đâu. Con này chắc là mình nghĩ rằng là tầm dưới tầm 27-28 độ quay đầu là các bạn có thể xịt được rồi. Em này cái lần đầu tiên tôi xịt là vào hôm 24 độ và tôi cảm thấy là nó quá đã luôn, nó quá là phê luôn. Vậy thì độ bám tỏa ra sao và cái phong cách như thế nào thì sẽ phù hợp với
Tobacco Jam của Criminal Element. Đầu tiên thì về độ bán tỏa, mùi hương này khi các bạn xịt thì các bạn đảm bảo là nó sẽ tỏa được khoảng tầm một cánh tay. Đây là cái điều rất tốt cho những chai nước hoa mùa đông, một thế mạnh rồi. Và mọi người sẽ thường xuyên ngửi thấy mùi hương của bạn và bạn cũng thường xuyên ngửi thấy luôn. Và cái mùi hương này nó lưu ở trên da mình, nó có một cái điều nó hơi hạn chế. Đó là em này chỉ lưu được khoảng tầm 7 đến 8 giờ ở trên da. Nếu xét với một chai nước hoa mùa đông thì đây có thể là một cái hạn chế. Nhưng thực sự thì với những cái gì về phần mùi mang lại cũng như là về độ tỏa hương của Tobacco Jam thì mình chấp nhận đánh đổi 7 đến 8 giờ thôi, thậm chí là 6 giờ mình cũng vẫn sẵn sàng mua để xịt. Kể cả con này nhá, nếu như mà có tầm 3 triệu rưỡi thì tôi vẫn quất, 4 triệu tôi vẫn quất, tại vì mùi nó quá là ngon luôn. Còn về cái phong cách sử dụng mùi hương này như thế nào, thực ra đây vẫn được tính là một cái mùi thuốc lá ngọt, nên các bạn vẫn có thể xài cho những cái lứa tuổi trẻ được. Chỉ đơn giản là nó sẽ đặc biệt hơn một xíu thôi. Mình nghĩ rằng là em này các bạn có thể xài đi làm được này, đi chơi được này, đi hẹn hò cũng rất là ok. Con này mình thấy rằng là nó không giới hạn là các bạn phải ăn mặc nó quá là chỉn chu hay như thế nào cả. Tại vì nó như kiểu cái cảm giác mà các bạn khoác lên mình những chiếc áo hay là đi những cái đôi giày mà nó limited ấy. Mình không nói là về cái mùi hương, mình không nói là về cái việc mua trên này limited nhá, mình chỉ nói là về cái mùi hương của nó đặc biệt hơn so với tất cả những cái mùi thuốc lá mà các bạn có thể khoác ra ngoài đường vào mùa lạnh, vào những cái ngày mùa mát thôi. Thì em này nó mang tới cảm giác như vậy, có nghĩa là nó như kiểu là ông không cần quan tâm những cái thứ khác, ông chỉ cần xịt cái mùi hương này thôi thì ông sẽ thu hút được mọi người rất là nhiều, kể cả những người chơi nước hoa lâu. Đấy là cái điều mà mình nhận thấy rằng là Tobacco Jam mang tới. Mình thấy lứa tuổi em này chắc là khoảng tầm ngoài 20 cho đến 21, 22 đổ lên là xài được. Và cái độ tuổi chắc là đẹp về tầm các ông đi làm, các ông có tài chính một tí. Tại vì mùi hương này nó cũng là một cái phân khúc indie, nên là nó cũng hơi hướng tới những cái tệp khách hàng nó thứ nhất là có thu nhập tốt một tí này, trung bình thôi, không phải tốt. Cái thứ hai là nó cần cái sự trải nghiệm, nên là mình nghĩ rằng là chắc là tầm từ 20-21 đổ lên là các bạn có thể xài được rồi. Còn nói rằng là so nó với Jack Club là một cái mùi thuốc lá cùng mùi rượu rất là nịnh mũi rồi, thì không biết như thế nào, thì đợi một xíu thời gian mùa đông mình sẽ đi quay phỏng vấn xem là mọi người sẽ thích mùi hương nào hơn. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái kèo khá là hay mà tôi không biết kết quả ra sao cả. Thì các bạn chờ mùa đông sắp tới mình sẽ review, quay phỏng vấn em nó nhá. Ăn mặc ra sao thì chắc là mùa lạnh một xíu và bạn khoác một chiếc bomber, cái thứ quần jean, hay là kể cả các bạn mặc một cái bộ vest hay là một bộ suit cùng với áo măng tô thì mùi hương này nó vẫn rất là ok, nó vẫn khá là vừa vặn với các bạn. Nên là các bạn có thể thử qua em này, có thể mua trước thời điểm bây giờ, tại vì mình sợ là mùa lạnh thì nó sẽ giá nó lên hơi cao một xíu. Và nếu như bạn thấy video này hay, hay là bạn nào đã từng có dịp may mắn thử qua mùi hương của Tobacco Jam của Criminal Element rồi, thì các bạn hãy bình luận cảm nhận ở bên dưới cho mọi người cùng biết nha. Mình nghĩ đây là một cái lựa chọn rất hay ho, và mùa đông sắp tới thì chắc chắn họ sẽ xuất hiện trong list những chai nước hoa mùa đông mà các bạn đáng thử trong năm 2022 này. Và lần nữa, nếu thấy video hay đừng quên like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.